mấy bao cá hồ Tuyền Lâm nha mọi người. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay May có một chuyến đi câu xa là từ quận 9 đến Đà Lạt. Do là lần đầu đi á, nên là mọi người cùng May coi cái cuộc hành trình trên đường đi này nó sẽ có những gì nha. Đồ đạc chuẩn bị thì đi câu thì đem theo đồ câu là đúng rồi. Toàn là đồ câu thôi mọi người ơi. Đi sinh tố nữa nè. Chiếc xe này không biết có nó có trụ nổi trên đường đi cái May không đây. Xe mới có đi, chưa đổ xăng nữa. Mới đi có được 5 ngàn mấy à. Ok, giờ mình cùng đi thôi. Không biết có ai giống tôi không? Bình thường một cái cuộc hành trình xa là tôi chọn đi vào ban đêm. Tại vì giờ đó ít xe lưu thông á, nên là tôi thấy nó khá là an toàn. Đây cũng là lần đầu tôi lấy xe máy đi xa như vậy luôn á. Sau này mà tôi có con gái á mấy ông, mà tính nó giống tôi giờ chắc ngày tôi đánh nó 80 lần á. Môn gì không thích, chỉ thích cái môn câu cá này. Nhìn nó men thôi rồi luôn. Nãy giờ buông dưa lê với mấy ông, bây giờ là tới dầu dây rồi nè. Thấy vậy thôi chứ từ nhà tôi ra dầu dây là mất cả tiếng đồng hồ lận. Ở ngoài đây hình như là mới mưa tạnh luôn nè. Hên ghê, không có bị mắc mưa mấy ông ơi. Nhìn cái con đường là tôi biết nãy giờ là mưa lớn lắm á. Từ đây mà đi lên Đà Lạt không biết ăn bao nhiêu trận mưa nữa đây. Giờ ghé đổ xăng mọi người ơi. Mình tiếp tục cuộc hành trình thôi mọi người ơi, đi. May đi tới đâu là mưa tới đó. Hên hên né được một hai trận đầu, nhưng mà tới trận thứ ba này dính liền luôn. Nhưng mà mưa này kiểu mưa phùn á mấy ông. Mưa kiểu áp thấp nhiệt đới, khó chịu lắm. Mưa kiểu làm dạng mưa phùn á. Nên là mở mưa vô. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đây. Cần Thủ chắc ai cũng biết con sông này đúng không? Sông La Ngà, nhìn cái màu nước là tôi đoán được ở đây nhiều cá lăng lắm, ghê không? Có dịp tôi sẽ ghé đây câu thử mới được. Nhìn có màu nước là biết có cá à. Cơn mưa này kéo dài từ Định Quán tới Tân Phú. Mấy ông nào mà chưa đi Đà Lạt nhìn thấy cảnh này là quá trời đậu liền. Mỗi lần mà tôi hay đi đâu xa, tôi hay làm cục mốc lắm. Giống như là đi từ nhà tôi tới mấy cái cục đá này nè, là một điểm mốc. Nếu mà chưa có ai đi Đà Lạt thì coi clip này đúng bài luôn. Kiểu như là đi Đà Lạt online vậy đó mấy ông. Phía mấy cái núi trước mặt đó là đều chuối đó. Khúc này thì không có mưa. Không phải, kiểu như là có mưa nhưng mà nó tạnh rồi. Nhìn cái núi trước mặt mà tôi tưởng đâu là núi lửa không á. Đi nãy giờ tôi để ý quá trời điểm câu luôn. Xong cái dịp này chắc đợt sau tôi qua đây lang thang câu cá. Tôi định qua bên đây để câu cá lăng. Ông nào biết địa điểm câu cá lý tưởng bên đây thì chỉ cho tôi với nha. Tôi đợi ơn nhiều. Hoặc là chia 50-50 cũng được. Vì chứ tôi thảo ăn lắm. 7 giờ sáng rồi mà còn không thấy mặt trời ở đâu luôn. Ngoài đường thì lúc nào cũng ướt ướt. Đường xá thì nhộn nhịp. Giờ thì học sinh bắt đầu đi học rồi. Ở quận 9 thì làm sao thấy được mấy cảnh núi non này. May dưới đất đi tới đâu thì may trên trời theo tới đó. Nhiều khi nó còn đi trước cả tôi nữa. Tới cái điểm mốc thứ hai là đèo chuối rồi nè mấy ông. Qua khỏi Đồng Nai rồi, bây giờ là vô Lâm Đồng. Như là ở Madagui gì á. Nhìn qua cái màn ảnh nhỏ mọi người có thấy được cái độ trong lành của nó không? Lâu lâu mới có dịp lên đây để hít thở không khí trong lành. Quần áo bắt đầu khô khô thì giờ mưa tiếp. Cái thời tiết này nó đang ép tôi bệnh nè. Bình thường lên Đà Lạt 6 tiếng. Nhưng trời mưa này lên Đà Lạt chắc cỡ 8 tiếng à. Bây giờ là chuẩn bị lên đèo Bảo Lộc nha mọi người. Đây. Trời ơi, buồn ngủ kinh khủng luôn á. Đi xa cũng mệt nữa. Không có biết cái chuyến đi lần này được mấy con cá mà giờ thấy mệt lắm rồi nha. Mặt bơ phờ luôn. Nói cởi áo mưa ra giờ cất áo mưa. Đây. Giờ tiếp tục cuộc hành trình thôi. Giờ có áo mưa xong rồi mình lên đèo, đèo Bảo Lộc á. Bây giờ mới tạnh mưa nè, hồi nãy cũng đi khúc Đồng Nai mưa lớn á. Mưa không có lớn mà kiểu như là mưa phùn á. Đi mệt. Không biết chuyến này đi cá nhiều như thế nào nhưng mà giờ cảm thấy mệt rồi nha. Nhưng mà trải nghiệm vui. Giờ mình đi tiếp nha. Tại vì còn tới 136 cây nữa. Đường đi Đà Lạt chắc là cái cảnh này là cái cảnh đẹp nhất nè. Ta nói nhìn đồi núi chập trùng luôn á. Nhìn nó mà làm tôi liên tưởng tới phim Tây Du Ký. Cái khúc mà Bạch Cúc Tinh cho bánh bao rồi đó. Kéo hết ra hết số đi được có 40 à. Mà chưa đi được 1/2 đèo nữa. Tôi bắt đầu sợ rồi đó. Càng ngày cái số 40 này nó càng giảm.
Má ơi, cái cảnh nó đẹp vô cùng tận luôn á. Nhìn đúng đã con mắt luôn á trời. Thôi tôi dừng nói cho mấy ông ngắm cảnh xíu nè. Hai, tiếp tục đổ xăng. Đổ xăng hai lần là tới Đà Lạt rồi. Mới ăn xong luôn á. Mới ăn bún bò rồi. Trời ơi, cái thùng phía xin của tôi không còn nhận ra luôn á. Mỗi lần đổ xăng cực quá là cực. Phía xa xa là cái đập thủy điện đó mọi người. Giờ để tôi kiếm đường cho chổng coi có chỗ câu không, để lúc quay về thì tôi ghé câu. Hai người câu kìa. Wow. Ồ, hai người câu luôn. Đẹp quá. Chắc là bụng về mày sẽ ghé đây câu á. Đó, phía đập thủy điện nha mọi người. Phía chứa nước bên đây, rồi phía hồi nãy mày quay là bên kia. Đẹp ghê. Nếu mà vô đó câu được cá không ha, nhưng mà không có cho câu. Đi hết cái đèo này bắt đầu thấy được thành phố mộng mơ rồi nè. Đi xong chuyến này về chắc sửa xe luôn á. Một hai cố lên, một hai cố lên. Đây là cái điểm mà chút nữa tôi sẽ xuống cần nha. Hồ này là hồ Tuyền Lâm, khá là rộng luôn á. Như đây là chỉ là một cái khoảnh nhỏ của nó thôi à. Đã nhận phòng rồi, bây giờ vô nghỉ ngơi một xíu rồi mình bắt đầu. Nói chung là mệt quá. Giờ về tắm rửa, lên tắm rửa nghỉ ngơi một xíu xong rồi mình sẽ đi câu. Trời ơi, tôi không còn nhận ra cái thùng tôi luôn á. Cái view cũng đẹp lắm chứ vợ. Đây là phòng của mày nha. Để quay sơ cái phòng cho mọi người coi. Đây. Thùng hơi dơ xíu. Thích cái phòng này chẳng qua nó gần cái chỗ tôi câu. Với lại nhìn cái view cũng được. Cái chỗ này thì gần trung tâm Đà Lạt. Cách đâu cỡ 3-4 cây gì đó. Phòng tắm. Ok được. Giờ tắm rửa nghỉ ngơi xíu rồi xong rồi mình sẽ đi câu. Trời ơi, nhìn mày mới nhận phòng xong á, bây giờ mình nghỉ ngơi một xíu rồi một tí nữa đi câu nha. Đuối quá. Ra cái điểm câu nha mọi người. Giờ mình di chuyển ra cái điểm câu. Nãy giờ ngủ quên á. Giờ mới đi câu. Cái khúc đường này người ta vẫn còn đang làm. Từ khách sạn mà mê ra cái điểm câu là chỉ mất khoảng chừng 5 phút à. Cái chỗ này có cái đường đi vô rõ đẹp luôn. Nhưng mà người ta không cho vô mọi người ơi. Ở đây có một con đường xuống nè. Để mày vô coi cái chỗ này coi sao. Có đường đi nè. Anh em cần thủ người ta đi câu thường là sáng sớm. Còn mày đi câu 4 giờ chiều mới đi. Không biết có cá không đây, nhưng mà thấy cái hồ nó nhìn hứa hẹn quá nè. Chỗ này chắc câu tới tới 7 giờ, tới 6 giờ. Chỗ này ghê. Nhìn chỗ hơi gặm gạp quá mọi người. Nhìn hơi rén. Cái vỏ đầu câu có đem theo cái dù nữa. Nặng, quá trời nặng luôn. Ê, đẹp quá nè. Ê, đẹp quá nè mấy ông. Ê. Wow.
thấy có người câu luôn nè. Wow, đẹp quá, có người câu luôn. Chà. Wow, đẹp á. Nhưng mà ở đây câu tai cá nó ăn không đây? Phải câu mái. Đẹp. Được ạ, bên kia có người câu rồi. Đẹp, được nha. Mình sẽ xuống đây mình câu. Mày sẽ câu hai cây cần mái, một cây cần tai. Đẹp quá luôn á, thiệt. Nếu mà nhà mày ở đây là ngày nào chắc chắn cũng sẽ ra đi câu thôi. Quá đẹp. Để coi coi câu có cá không nha mọi người. Giờ soạn đồ ra mọi người. Coi có cá hay không câu mới biết được. Chứ giờ nhìn nước cũng không biết được đâu. Cảnh đẹp mọi người, cảnh quá trời đẹp luôn. Giờ trời nắng là còn đẹp nha, chứ khoảng 7 giờ tối, 6 giờ, 6, 7 giờ mặt trời xuống á. Nhìn đây nó bắt đầu tối, sợ. Tôi tính hết rồi, nếu mà câu ở đây tầm khoảng 2 tiếng mà không có cá thì tôi di chuyển sang cái hồ Xuân Hương để câu. Nhưng mà cái hồ Xuân Hương hình như là người ta chỉ do câu sau 5 giờ chiều không à. Giống như cái hồ Uống Lượng mới hay câu vậy á. Cái thời tiết ở trên Đà Lạt đi câu đã lắm. Nó kiểu như là nắng nhưng mà nó không có rát da, mà trời nó cứ lạnh nhẹ. Nói chung là đi xa mà không cần đem thùng cũng được. Nhưng mà mấy đem thùng để đựng dụng cụ cá nhân á cũng tiện. Nói chung là 2 in 1. Đã đi trễ rồi mà còn câu nhiều cây nữa. Đã vậy mà mình còn làm chậm nữa. Không biết soạn xong cái đống đồ này mặt trời nó xuống chưa. Cũng chín hết cá rồi. Cũng chín dạo này mày câu hết cá rồi. Nên là nay lên tận Đà Lạt câu rồi. Không biết ai khiến không biết nữa. Ở đây mày thấy có nhiều anh em muốn câu thì câu lắm nha. Tại vì thấy mấy cái bao mồi á mọi người, thấy nhiều á. Vậy chắc chỗ này có nhiều người câu là chắc sẽ có cá. Gió mạnh nên là có sóng á mọi người, không biết câu tai có ổn không đây. Thấy cái phao này câu nè. Cái phao này tâm nó to dễ thấy. Trời này khoảng 1 tiếng nó bắt đầu trời se lạnh nha, tại thấy gió lên rồi đó. Này đem cái chống cần này cho nhiều. Ở quận 9 bình thường đúng không? Là một ngày mày đi câu một lần, nhiều khi 2 ngày mới đi 1 lần. Mày mà nhà ở đây là một ngày mày chắc đi câu 2-3 lần. Nhiều khi còn ở ngoài hồ nhiều hơn ở nhà nữa. Cảnh quá đẹp, thiệt. Mà có cá hay không biết nha. Nói trước lại cảnh đẹp thôi chứ cá hay không biết nữa. Cám. Cám với bột tôm. Tanh á. Nước trong ơi là trong luôn. Ui có mấy cái này nè, mấy cái con gì nè mọi người. Ủa mấy con gì vậy, người ta ăn ta xài rác đây. Nè có mấy con gì nè. Giống mấy con vẹm, mấy con gì á. Phải không? Hay người ta ăn xài rác cũng không biết. Thôi bây giờ bắt đầu câu mọi người. Để coi coi hôm nay có mốm luôn nha. Okay. Cảnh rất là đẹp luôn nha. Cái cảnh này không có rác là chỉ có 10 điểm thôi. Cái hồ Tuyền Lâm này là đây là một cái khoảng ngắn của cái hồ Tuyền Lâm thôi nha. Chứ thật ra là cái hồ Tuyền Lâm nó to lắm á. Đây là chỉ có một cái vịnh nhỏ thôi á. Giờ mình câu. Mới câu mới lên đây lần đầu với lại cũng không biết là câu ở đâu nhiều cá đó, nên là mình phải mò từ từ mọi người ơi. Chắc phải ở đây 1-2 ngày mình mới biết được cái điểm câu được á. Ở đây nước không có chảy nên là được. Thấy người ta ở đây chụp ảnh được không mà không thấy ai câu ở đây trơn. Không biết là mình có câu ở đây là một sai lầm không nữa. Ồ, có chiếc xuồng á, ở đây cái bơi ra giữa cái ao này á câu.
Mày nghĩ là cá bự nhiều lắm á mọi người. Nước đây sâu vãi cả trưởng. Sâu ghê luôn ấy. Này chắc phải cỡ 2 mét nước. Nhưng mà chưa, nước sâu quá à. Nước sâu quá mọi người ạ. Cái này chắc kéo cái cây mây đang xài, cây cần 5m4 á. Cái này chắc kéo cây phao lên chắc tới ngọn cần luôn quá. Giờ mây quay mây xả mồi nha mọi người. Xả như đây. Cái phao bắt đầu là đẹp rồi đó, bao cái phao là mọi người chứ không thấy đâu. Giờ đẹp. Nó mày xả nhiêu cám á. Giờ còn nhiêu đây là để câu. Nhiêu đây để câu nè. Câu lận có xíu không có nhiều. Nó là nhiêu được rồi. Ok, bây giờ mày sẽ đi gáp thêm cần mái câu nha mọi người. Bây giờ mày sẽ trộn. Nhiều đó mà câu không có xi nhê gì hết trơn. Từ đây tới tối chắc phải câu 3-4 mấy khay này, cỡ này nè mới được. Một khay này là không có xi nhê. Trời càng tối nó càng xe lạnh. Câu thêm hai cái cần mái nữa là phải trộn thêm bao nhiêu đây nữa nè. Nhiêu đây mà nhiều khi không đủ luôn á. Nhưng mà cứ nhiêu đây trước đi, tại không có còn cái nào bự hơn để trộn á. Giờ mình câu thôi. Đói bụng á mọi người ơi. Bây giờ nếu mà bắt được cá lên là bắt đầu tối nay nướng ở đây ăn luôn. Chưa gì mà nghĩ tới cái cảnh mà đốt cái đống lửa lên ha. Cái xung quanh nó xe lạnh. Cái ăn có nướng nó trời nó chiêu quá đã. Mọi người đợi đó, mày cố gắng bắt được cá cho mọi người coi. Hai cái giùm nho hôm bữa đi câu xong còn chưa kịp gỡ ra luôn. Tự nhiên lên đây xong rồi cái tự nhiên nó nhớ nhà mọi người, nhớ cái sông mình hay câu á. Mày chỉ tin tưởng vào cái cần mái thôi, bình thường mày chỉ câu cần mái có cá nha. Chứ cần tay mày ít khi câu được cá, nói chung được nhưng mà cũng ít không có được nhiều á. Còn cần ta cần máy thì mày khá là tự tin. Giờ mình chỉ chú trọng với cần máy thôi. Để cần máy câu được xa hơn á. Nhưng mà rác khá là nhiều luôn á. Sợ vướng rác thôi mọi người ơi. Nước ở đây không có chảy ra, chỉ sợ là vướng rác thôi. Sáng giờ được coi. Cái lúc mà mày ăn sáng là lúc 7 giờ sáng cho tới bây giờ. Tới nơi nhận phòng là 11 giờ rưỡi 12 giờ. Xong rồi nó lên nằm nghỉ ngơi xíu. Cái ngủ quên tới gần 5 giờ luôn mọi người. Giờ 5 giờ mới ra câu nè. Không có kịp ăn uống gì luôn á. Tí nữa mọi người cùng em đi ăn một cái quán đặc sản ở đây nha. Quán lẩu gà lá, nghe nói ngon lắm. Nhưng mà để có cá thì nướng cá ăn trước đi rồi tính tiếp. Đây. Bây giờ xong hai cục mồi rồi. Để con ha. Giờ câu hai cần mái. Câu cần mái chứ khỏe. Chỉ cần gục đầu cần cái là dính với lại câu chùm nho khó vụn. Còn câu đài thì nó dễ vụn hơn tại có hai lửa. Khá là sâu quá mọi người. Không có đem theo cái trống này để đại đây.
tôi đang câu hồ mà tôi tưởng tôi đang câu biển không á mấy ông. Trời đất ơi sóng nè. Mọi người có thấy mấy cái ghe đó không? Hình như là chở khách đi tham quan cái hồ Tuyền Lâm này hay sao á. Tại vì cái hồ Tuyền Lâm khá là rộng á. May ngồi đây câu là chỉ có một cái khoảnh nhỏ thôi. Còn nó rộng lắm luôn. Rộng hơn hồ Xuân Hương biết bao nhiêu luôn. Bắt đầu hôm nay là câu ở hồ này, xong rồi ngày mai mình sẽ quay lại hồ Xuân Hương. Nhưng mà hồ Xuân Hương chỉ cho câu sau 5 giờ chiều, giống cái hồ uống lượng của mày câu á. Để ngày mai quay câu thử coi, nghe nói cá nhiều lắm. Ha, nghĩ tới cái cảnh mà câu được cá đây xong cái đốt đống lửa, cái nướng á mọi người. Cái trời se lạnh, chiêu đã lắm luôn á. Mày thấy ở đây có mấy cái đống than người ta đã từng đốt rồi á. Mày nghĩ chắc là người ta đã từng câu ở đây nhiều. Với lại cá lên với người ta cái nướng luôn á. Mày câu tới 3 cây. 2 cây cần câu mái, 1 cây cần câu tai. Cái chỗ mày câu là một cái vịnh nhỏ của cái hồ Tuyền Lâm mà. Chứ thật ra nó rộng lắm luôn á. Thấy không? Nó rộng mà nhìn đẹp nha mọi người. Đẹp ghê luôn á. Mày thấy có mấy chiếc thuyền chở khách hình như là đi tham quan cái hồ Tuyền Lâm này hay sao á. Chung mới xuống câu với lại không biết chỗ câu á, nên là mình cứ câu ở đây thử đi. Phải 1-2 ngày mới biết được cái chỗ nào câu ngon. Có tín hiệu mọi người à. Có tín hiệu mọi người ơi. Đó, chỉ có vậy thôi là mới vui rồi đó. Vậy là có cá nướng ăn không mọi người? Trời ơi, phải lẹ tay mới được, cá uống hổ quá. Cái hồ Tuyền Lâm này chắc không có thua mấy cái đập Khe Là rồi đâu mọi người. Tại vì thấy nó cũng rộng với lại nó cũng sâu lắm. Thấy cũng có người giăng lưới nhưng mà chắc giăng lưới cũng không dính được cá bự nhiều đâu. Chỉ có câu mới có tỷ lệ dính được cá bự. Mà cá dưới đây mấy chục ký mày nghĩ chắc có đó. Ở đây rác không à mọi người ơi. Toàn bao ni lông ở dưới. Chắc mắc thì nho đúng không? Có chùm nho đó là đi. Chưa có cá mà mắc chùm nho rồi. Ở rác nhiều lắm mọi người. Rác mà kiểu như người ta xả xuống cái nó nằm động dưới đáy á, rồi nó dính vô đen vô đó là đá luôn á. Nên là khó lắm. Cần máy là kiểu này câu này đi câu rác á. Chứ không thể nào câu cá được. Này mọi người biết gì không? Biết giống đâu không? Câu ở đây mà mày liên tưởng tới cái hầm đá mọi người. Hầm đá làm đại học á. Cũng vướng cái này nè. Nhưng mà bên hầm đá chỉ vướng rong thôi. Còn ở đây là vướng rác. Quá trời mọi người ơi, cá nó bu mây rồi, cá nó bu mây rồi. Lên cá mọi người. Anh có đừng giật rồi. Mấy báu cá hồ Tuyền Lâm nha mọi người. Trời ơi to. Trời ơi đã quá mọi người ơi. Vậy là không có thể di chuyển sang cái hồ Xuân Hương rồi. Bây giờ là vẫn ngồi đây câu tiếp nha. Con này to nha. Ê, nhiều khi cá chích giòn luôn á. Trời ơi đẹp nè mọi người. Gơ cần thủ câu hay nhất cái nắp. Quá. Trời ơi. Cho mình rồi. Ăn cái đó mà dịch không chuyên nghiệp không dính tức ghê mọi người. Mình thấy liền luôn, kéo người anh đã nổi bà nữa.
báo cá bông lê lao nha cả nhà yêu. Trời ơi, mấy con cá chép Hồ Tuyền Lâm dễ câu còn chết luôn mọi người. Thấy không? Rồi Cần Thủ quận 9 lên cái hả là chinh phục được liền luôn con cá. Nhìn tôi nghi nghi thì nó là cá chép giòn nha, tại nhìn nó giống lắm á. Ngồi đây tới tối là thế nào cũng được cái chục ký dễ câu. Nè, cá mày bắp nhỏ xíu vậy à, không có cần to. Đó. Dịu quăng xuống là lụm. Lưới thủ gặp cần thủ nha. Phải nói là cần thủ gặp lưới thủ. Cảnh đẹp đúng không mọi người? Tuyệt là vời luôn á. Vậy là có cá nướng ăn rồi. Con này chắc cỡ hơn nửa ký. Ê, nó ăn nữa nè mọi người. Nó ăn nữa nè. Ê, nó ăn nữa nè. Sao đẩy cái phao của mày lên cao quá ta? Em hả kìa. Lưỡi luôn rồi, nó kéo một cái hả, cái en cái xong rồi vướng bao nhiêu lông luôn, cây thôi làm lại. Hay quá mọi người ơi, cá đang muốn ổ mà làm nhanh đi, 1.5 số 9 nha, 1.5 số 9, lên mày ơi, cá muốn ổ mày ơi. Cá uống ổ nó nhiều lắm luôn á mọi người, mà bị cái là ở dưới cái chỗ mày câu á, rác nhiều quá đi. Nên là mất cá. Lưới thủ, đừng có thả lưới trước cái chỗ mình câu chứ. Không biết mọi người sao chứ hả, mỗi lần mà cá quá ổ á, cái tay chân mày quíu hết luôn á. Quíu mà làm nhanh cũng không nói, quíu cái làm chậm gì lại luôn. Bởi vậy hả, lúc nào đi câu cũng được 1-2 con cá là gì? Là cá quá ổ gì lắm rồi đó. Ok. Mà ngộ quá. Cám với lại tinh gì ta? Cái gì bột tôm mà cá chép vẫn ăn ha. Tính ra mấy em cá chép ở đây cũng dễ câu quá chứ. Cái chỗ này có cá mà sao không thấy anh em Cần Thủ nào ngồi câu hết ta? Buổi tối mà ngồi ở đây có một mình cũng hơi sợ mọi người. Nãy giờ dính có một con cá chép à. Xong rồi dính tới 3-4 con cá bông ni lao rồi. Dính con cá chép vậy chứ không có đứt thẻo nha. Chứ dính mấy con cá bông ni lao này đứt thẻo liền liền luôn. Kè đến 1.2 luôn. Con gì mà nó chích nè, giống bị sâu đuông quá nè, nó không có ngứa mà nó đau đau. Tự hồi sáng giờ mày chưa ăn gì luôn mà không cảm thấy đói luôn á, không có thấy đói luôn á ta, ngộ luôn á. Chắc các con quá ngộ rồi. Cá chép Hồ Tuyền Lâm đẹp ghê. Con này bự. Bự. Bự lắm mọi người ơi, bự lắm mọi người. Cái gì đó?
đâu, không nhìn con gì đâu. Thấy chưa? Có cá cả nhà ơi, cá chê hồ Tuyền Lâm cũng dễ câu quá nè, nhưng mà cá chê mày không có lấy nên là mày thả nha. Bye bye con. Thôi nói chung là câu được hai con gì cũng hay rồi. Bây giờ mọi người cùng May đi ăn đặc sản Đà Lạt nha. Con cá chép này nó thật sự là chắc cỡ 1 ký mấy á, nhưng mà mình đi câu trải nghiệm mà đem về cũng không biết làm gì tại nhà xa quá. Ăn thì làm biến quá, làm biến nướng quá. Bây giờ mình sẽ thả con cá chép luôn nha cả nhà, thả nó đi ha. Đẹp ghê, nói chung khó lắm mới câu được á. Không mà cá chép ở đây câu dễ mà. Giờ mới thả đây. Rồi, con đi nha, con đi ngoan nha, bắt con thì thôi chứ thả con nè. Bye bye con, đi đi con. Nó nghe là đằng kia, ở ngoài kia có lưới đó, con đi cẩn thận á. Kiểu như là nhốt nó lâu rồi á. Nhốt nó lâu rồi nó đang bị mất phương hướng á. Nghi quá mọi người, nghi nó ra giống lưới quá. Ok, bây giờ mọi người cùng May đi ăn đặc sản Đà Lạt nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ vô ăn món đặc sản ở Đà Lạt nha. Đó là lẩu gà lá é. Để vô coi ăn có ngon hay không. Đi. Cái lẩu gà lá é đây là người Phú Yên luôn nha. Chủ là người Phú Yên luôn. Nên là không biết có ngon không. Nhưng mà thấy chất lượng nó thấy dĩa rau rồi ăn rồi thấy ngon. Đói lắm mọi người, từ hồi sáng giờ đâu có ăn gì đâu. Cái lá này là lá é nha mọi người. Lá é đúng không? Dạ đúng rồi. Nói này là lá é của Phú Yên lên lên. Lá é ở Phú Yên em lên luôn nha. Lạnh là phải ăn nhiều ớt nó mới ấm lại nha. Mùi lạ lắm. Nói chung khá là đặc trưng. Thank you.
ăn lá é này nha. Lần đầu ăn lá é luôn á. Chôm nó chín lên là vẫn có mùi xả. Không măng, lá é, nấm, tàu hủ kỳ nữa, chưa có bỏ tàu hủ kỳ. Dạ, ăn thử cái lá này nha. Đây đây là chủ nha mọi người. Hình như anh là cần thủ luôn đúng không? Dạ. Anh cũng là cần thủ đúng không? Dạ. Cùng em cầu cũng nghiệp dư vậy. Lỗ 250 mà ăn không hết luôn á mọi người. Nhiều thiệt. Có mọi người có dịp thì ghé quán này ăn thử trải nghiệm nha. Quán ăn khá là ngon. Lại nhìn cũng sạch sẽ nữa. 250 mà ăn hết luôn á. Nhiều quá. Ăn nãy giờ mà còn quá trời luôn. Ăn không hết nổi luôn á. Biệt á, chủ quán ở đây là Cần Thủ luôn á, nên là mọi người ghé ủng hộ Cần Thủ nha. Quán nằm ở 30 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đà Lạt nha mọi người. Nằm ngay trung tâm Đà Lạt luôn á. Mọi người có dịp cứ ghé ăn thử nha, khá là ngon. Ok mọi người, bây giờ ăn no xong rồi đi dạo với May một vòng xong rồi đi về nha con chiếc mã. Nãy lúc mà lên đây là nó chuẩn bị nó không trụ nổi luôn á, đình chỉ luôn á. Kéo đi có 30 cây số trên giờ. Ở đây càng tối nó càng lạnh đó mọi người. Giờ ghé uống sữa đậu nành với ăn bánh tráng nướng nha. Dạ, ăn cay không? Dạ để luôn. Không có thấy lạnh, cái sau ăn xong ra ngoài đi ngoài đường mới thấy lạnh mọi người. Thơm. Cái này là xíu mại chiên. Cái này là cà rốt. Đu đủ bào với cà rốt bào. Còn ăn là sẽ nhiêu đây. Dễ thương quá. Lần đầu mới ăn xíu mại chén nha. Để coi nó ăn nó sẽ như thế nào. Tới bánh tráng nướng thơm á, khá là thơm nha. Mời mọi người. Rồi đã miếng nữa. Ngon. Ngon. Cho mình được. Cái này ngon nha. Giòn ngọt lắm. Cái này ăn quen. Một chuyến đi câu, đi trải nghiệm.
nghiệm tuyệt vời. Vậy là hành trình đi câu cá ở Đà Lạt đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Bye bye.